Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập động tác số 1 của cái bài thanh lọc đường ruột. Với động tác này thì sẽ giúp cho kích thích cái nhu động ruột của chúng ta để cho quá trình thanh lọc được diễn ra nhanh hơn. Động tác này mình sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đưa hai tay đan vào nhau. Và lưu ý ở một điều ở động tác này là khi chúng ta nghiêng người sang trái và phải thì hông của mình sẽ đánh theo luôn. Rồi chúng ta đưa hai tay qua khỏi đầu. Rồi, 1 nghiêng người sang trái, 2 nghiêng người sang phải, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi, chúng ta hạ tay xuống. Và chúng ta vừa thực hiện xong 12 động tác của bài tập số 1. Rồi, và chúng ta sẽ tiếp tục qua động tác số 2 để giúp cho động kích thích cái nhu động ruột của chúng ta để mà thanh lọc được nhanh hơn. Rồi, động tác số 2 này mình sẽ đưa hai tay về trước. Rồi, chúng ta sẽ nghiêng người, quay người sang trái và tay phải chạm vai trái. Tay trái đánh thẳng ra phía sau. Rồi, 2. Quay qua phải thì tay trái chạm vai phải, người ra phía sau. 3. Quay người sang trái. 4. Quay người sang phải. 5 quay người sang trái, 6 quay người sang phải, 7 quay người sang trái, 8 quay người sang phải. Rồi, chúng ta trở về tư thế cân bằng. Và chúng ta vừa hoàn thành xong là 8 động tác của bài số 2. Và bây giờ chúng ta sẽ qua động tác số 3 của cái bài để mà kích thích cái nhu động ruột của chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ở cái động tác này chúng ta sẽ thực hiện ở cái tư thế là ngồi để mà chúng ta gập bụng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập động tác số 3 của cái bài thanh lọc cho đường ruột để giúp cho nhu động ruột của chúng ta được kích thích cái nhu động ruột để nó thanh lọc được nhanh hơn nha. Với động tác này thì chúng ta sẽ đưa hai tay đặt lên trên bụng của mình, hít vào một hơi thật sâu, sau đó chúng ta giữ hơi lại và gập bụng xuống giữa hai chân, phóng thẳng luôn lên rồi mình thở ra. Lưu ý là hai tay ép sát vào bụng ha. 2, hít một hơi thật sâu, gập xuống giữa hai chân, phóng lên và thở ra. 3, hít một hơi thật sâu, rồi chống xuống, thẳng lưng lên, thở ra. 4, hít một hơi thật sâu, gập xuống giữa hai chân, chống thẳng lưng lên và thở ra. Rồi, với động tác số 3 này chúng ta chỉ làm 4 nhịp thôi.